chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Ngọc Lan Hoàng Trường trở lại quý vị một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn cà phê sáng theo dõi ngày hôm nay tiếp tục với bổ túc cho các bản tin hồi nãy chúng tôi đề cập đến Miami Beach thì quý vị đến Miami Beach vào tuần lễ này bắt đầu vào ngày thứ năm này là tin buồn rồi sau 12 giờ là quý vị không đến đây được nữa hay bởi nè? vì cái tỉnh 22 giờ đêm á, trở đi á, tức là bắt đầu vào sáng 12 giờ lẻ một phút sáng thứ năm là quý vị không còn được bén mạng ở ngoài đường phố đặc biệt là cái đoạn đường như chúng tôi đã trình bày đó, uh, South Beach và Ocean Boulevard vì cái tình trạng mà những người trẻ đến đây họ quậy phá quá thì ông uh, thị trưởng thành phố Miami Beach đó, họ mới đây là chỉ là đề nghị thôi và trong cuối tuần này để xem cái tình trạng nhờ vào cái curfew lệnh giới nghiêm này xem có đỡ hơn không từ 12 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng hôm sau bắt đầu từ ngày thứ năm và lệnh giới nghiêm này sẽ kéo dài cho đến thứ hai tuần tới luôn với hy vọng là cuối tuần này hy vọng là tuần tới nữa thì cái spring break nó hết rồi thì hy vọng vào tuần tới nữa thì người ta sẽ không còn ở đây nữa cho nên những người nào đến Miami Beach Florida vào tuần lễ này đã thì xui là quý vị không đến đây sau 12 giờ bởi vì sau 12 giờ cái giờ này là vui nhất <laughs> từ, từ 19 giờ trở đi đó thưa quý vị vui lắm mà đặc biệt là sau 12 giờ nhất là những người trẻ này say xỉn nó càng vui bảo nữa. cho nên đến 6 giờ sáng luôn à ông thị trưởng nói thôi để cho nó xong cái spring break này đi nhưng mà khổ đó đâu phải là cái spring break này đâu từ bây giờ cho đến luôn luôn lúc nào cũng thế đặc biệt là mùa hè nữa thì ôi thôi khủng khiếp người ta tụ tập về đây thì để xem có tình hình như thế nào thì ông thị trưởng sẽ tùy theo đó mà đưa ra các quyết định kế tiếp trong những tuần lễ tới ông thử nghiệm trước mà có thể nói rằng chưa khi nào mà thành phố này lại ra lệnh giới nghiêm như thế thành phố quốc tế mà lại giới nghiêm làm sao mà nó không không thể nào chịu nổi nữa. Bây giờ cảnh sát làm việc cũng không, chẳng lẽ họ bắt họ làm việc từ uh, 11 giờ cho đến 6 giờ sáng không có chuyện đó. Mà ông Lan để ý thấy là ở cái nơi nơi này đó là cứ mỗi một năm như vậy là nó lại có vài ba ngày uh, giới nghiêm trong yeah. cái mùa này yeah. qua những cái bản tin Bản tin nói <laughs> tới cái kéo đến đông ồn ào riết rồi náo loạn hết rồi cuối cùng cái người ta phải giới nghiêm. Uh, thưa quý vị có một cái cái tin À, đọc tin này để mình mới thấy rằng á cái việc mà người ta muốn biết cái nguồn gốc tường tận của họ đó, cái xuất thân của họ từ đâu á nó quan trọng vô cùng. À, tin này liên quan đến một người phụ nữ ở Úc. À, cô này sinh năm 63. Mm. Thì ngay từ nhỏ đó cô biết cô là một đứa con nuôi. Yeah. Mặc dù là bố mẹ nuôi của cô đó rất là thương cô. Mm. À, nhưng mà trong cô vẫn thôi thúc cái điều là muốn đi tìm lại cha mẹ ruột của mình. Mm. Thế là cho đến à, năm mà cô được hai mươi mấy tuổi đó, tức là đến năm 89 lúc đó được 26 27 tuổi gì đó. Thì cô bắt đầu cô nộp cái cái hồ sơ để cô kiếm muốn tìm hiểu cái mẹ cô là ai. Thì đến năm 90 người ta cho cô cái cái biết rằng là cái danh sẽ giống như ngày xưa cái chỗ mà cho con nuôi á, cái người đó tên là cái gì. Thì cô cầm cái đó nhưng mà cô vẫn chưa có đi tìm cho đến tận năm 97 lúc đó cô hai đứa con song sinh của cô nó nó chết thì lúc đó giống cũng như cô thấy cô đơn đó cái cô bắt đầu cô đi, đi tìm, tìm tìm thì Một lúc đó cô tìm được người được cho là mẹ ruột của mình thì rất là vui có nghĩa là cũng họ gặp nhau là vui từ năm 97 nhưng mà suốt cả 20 năm sau đó kéo theo sau đó nữa cho đến năm 2016 mặc dù biết rằng đó là mẹ ruột của mình nhưng mà cô tì tên là benny mackeson thì cô vẫn cảm thấy hình như có một cái gì đó nó không có đúng, cô vẫn oh, cảm giác rằng là wow. có cái gì đó nó không có làm cho cô cảm thấy rất là gắn bó với gia đình của của người gọi là mẹ ruột của mình, thế là cô lại nhất định đi thử đi tìm nữa, uh, đi thử, thử di đi, truyền, yeah, thử di truyền, thử DNA, thì điều rất là bất ngờ mà khi thử ra đó là cô với mẹ cô đúng là không phải là mẹ con ruột, oh, oh. mà cái gốc của cô á lại là của một người mẹ cô có thể là một người hy lạp. Wow. thì lúc đó người ta mới truy lại hết mới nói ô oh, cái thời điểm mà cô được sinh ra ở trong bệnh viện đó đó vào cái thời điểm đó là có cái người phụ nữ mà bây giờ cô ừ. coi như là mẹ của cô đó với là một người phụ nữ nữa là một người quả thật là người đó là người gốc hy lạp hai người đều sinh con gái hết. Ồ, thì ồ, người ta bây giờ ta rộn. nói là ô như vậy là có thể là họ đã đưa lộn hai đứa bé đó oh, wow. thế là cô lại đi truy truy tìm tiếp ra cái nguồn gốc của mình và đến hồi năm rồi đó thì cô đã biết chính xác mẹ cô là ai quả thật là một người gốc hy lạp bà còn sống không bà còn sống bà oh. đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng bà nói là bà, bà, không bà vui không bà rất vui khi rằng biết cô còn khỏe mạnh nhưng wow. bà không có ý định nối lại cái mối liên lạc này thì cô á cô đã sắp tới đây cô cũng sẽ đi đến cô cùng chồng với mình sẽ đi đến Hy Lạp nơi mà được biết rằng là người mẹ ruột của cô ở đó đó nhưng mà cô cô đó cô cũng không có ý định gặp lại bà bởi vì bà 80 tuổi rồi mà nghe nói bà bị bệnh tim cho nên không muốn là bà có một cái cứu sốc khi mà nhìn lại cái đứa con mà mình đã bị thất lạc như vậy là cầu cả từ năm gần 60 năm rồi 59 năm rồi cho nên à, cô chỉ là nộp đơn ra tòa để coi như là nhận lại cái tên gốc của cô là của bà mẹ Hy Lạp, không có mối liên hệ gì với wow. là cái người mẹ mà tưởng rằng là mẹ ruột. Uhm. Lạ lùng, có nghĩa là cái cái một người mà đi tìm cái cái nhân thân của mình, đi tìm nguồn gốc của mình phải trải qua hai lần như vậy, uhm. từ ba mẹ nuôi rồi đến người tưởng rằng mẹ ruột 20 năm rồi lại đi tìm tiếp, thì nhưng mà bây giờ người mẹ ruột thì không nhận. À, tiếng anh ừ. họ có cái chữ closure đó thưa quý vị về mặt tâm lý đó sang mỹ sống ở mỹ một thời gian dài mình mới hiểu được là ở trong tâm khảm con người cũng vậy nữa có những điều mà họ cảm thấy bất an ừ. họ muốn tìm hiểu về có mặt là cội nguồn hoặc là cá nhân mình có một cái gì đó mình cảm thấy cho dù mình có người yêu vợ con vẫn có cái gì đó thiếu thốn nhất là về mặt gia đình cho nên việc mà đi tìm như thế để tìm một cái closure đóng cái trang sách nó lại ừ. để đừng nó mở ra bởi vì mở ra mà nó vẫn là không có một cái gì để trả lời giải đáp những cái thắc mắc của mình nữa thì thôi cuối cùng thì ít nhất cũng biết được đồ ừ. tìm được mẹ ruột của mình mặc dù bà không chấp nhận nhưng mà đã ok yeah. bởi vì vấn đề tâm lý con người mà nhưng mà ít nhất mình hiểu được cái cội nguồn của mình là từ Hy Lạp thí dụ như thế ừ. để xong rồi sau đó rồi thì cảm thấy ô hạnh phúc nữa không có gì phải thắc mắc mà nó cứ ám ảnh trong thì đầu à. mãi à, trong khi đó thì khoảng 8 triệu người đang bị ám ảnh <laughs> vì cái nguy cơ gió lóc thôi quý vị sống ở những các khu vực này thật sự mà lo ha? mà mình cái câu hỏi của tôi đặt ra ngoài mà mình hỏi đó thì câu trả lời mình cũng không có hiểu được họ nói chứ biết là sống ở những cái nơi lũ lụt ha rồi bão lóc thường xuyên hàng năm Vậy mà vẫn sống Ngọc Lan Không đi đâu hết Quen Sống quen, đâu quen đó Quen đó rồi cứ mỗi một năm lại phải đến đến điểm này đó Đâu phải đâu một năm đâu phải có một lần đâu Nhiều khi có nhiều lần nữa Thì ngày hôm nay họ nói rằng khuyến cáo khoảng 8 triệu người Dọc theo ở phía bắc Texas Mà sang tới Alabama luôn Georgia Họ nói cả khu vực miền nam nước Mỹ ngày hôm nay được lạnh được đặt trong tình trạng báo động về lốc xoáy và trên bản đồ chúng tôi theo dõi đó bắt đầu vào tháng tư đó những đây là cái khu vực mà nguy cơ nhất hàng năm lốc xoáy xảy đến Đây là cái khu vực toàn bộ cái vị nằm thấy cũng cái vùng màu trắng này đó phía bắc của phía đông bắc Texas ha. rồi Oklahoma sang tới Louisiana Mississippi Alabama Tennessee là nằm trong cái tình trạng họ nói là greatest nguy cơ lốc xoáy ghê gớm nhất và trên trang mạng cnn sáng nay chúng tôi nhìn thấy một cái ảnh và có người đứng ở trong cái khu vực mà an toàn họ quay sang lốc xoáy nó cuốn nguyên một cái chiếc xe pick up khổng wow. lồ lên trên trời thì chuyện cái con bò hay là chiếc xe nó bay lên trời mình tưởng là trong phim nhưng mà ở ngoài đời năm nào cũng có hết thì bây giờ đó 8 triệu người đang nơm nớp lo sợ và kéo dài từ bây giờ cho đến tháng 4 luôn. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi.